rồi. Đó, Minh ơi, ra ngoài rồi. Chở Dưỡng Banh, sáu chuyện cho. Áo xanh, chút. Trời ơi. Được rồi, chị nhân cho nha. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chút luôn, không vào. Ngon hay quá. Sao hay quá. Chị cho anh Tâm, Tâm chị cho áo xanh. Áo xanh chút. Hay quá, Sơn ơi. Sơn đâu rồi, xuống đi. Nào. Sơn. Sơn. Chính ơi. Wow. Hay quá anh ơi. Ba đều. Đó, anh Chính đó. Đi luôn Tư ơi, đi bánh luôn. Ừ quá. Lâu quá mới thấy cái chiều múa. Nè múa. Đó múa anh Tư ơi, đúng rồi. Đó. Ôi chết rồi đúng không? Tỷ số 2 điều rồi các bạn ơi. Chết, cũng ngon hay quá. Anh Vũ, Sơn. Rồi, anh Minh. Tay rồi. Ủa tay. Tâm. Sáu. Sáu chuyền cho anh Kiệt. Anh Kiệt chuyền cho anh anh gì nữa. Châu. Châu, được quá rồi. Châu được quá. Không rồi, à, không được. Chết ngoài. Sơn chuyện chính rồi, chính xuống đi. Trời ơi. Góc. Vô rồi. 3-2 rồi. Sơn mới ghi bàn. Chính lấy được bánh rồi. Chính chuyện cho Minh. Minh chuyện cho Sơn, Sơn tút. Được. Còn lấy mất bánh rồi, 6. 6 xuống luôn. Ra ngoài. Tốt. Ra ngoài, điện quá. Mình qua được rồi. Đó, Minh ơi. Ra ngoài rồi. Sáu Dưỡng Banh, sáu chuyện cho. Áo xanh, tốt. Trời ơi. Ừ, sớm qua được rồi. Đúng không? Đúng không lên luôn. Đúng không? Tham gia tấn công. Chết rồi, Dưỡng Banh rồi. Đấy rồi, lại được rồi. Chính Minh. Minh truyền cho Dũng. Dũng trả về. Chính truyền cho Minh rồi. Sơn ơi, cứ đi. Không vào. Ừ, anh Minh qua được rồi. Chị cho anh Sơn nha. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết luôn. Không vào. Ngon hay quá. Đang chuyện cho anh Dũng. Nè ba người ở trên kìa. Không qua được rồi. Sao hay quá. Xa luôn. Không vào. Ai mai lái xe năm bằng tay á. Chạy bằng tay lái bằng đứng. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Còn không hay quá. Okay.
rồi. Sao hay quá. Thì cho anh Tâm, Tâm chìa cho áo xanh. Áo xanh tuốt. Wow. Ghê quá. Ghê quá vậy. Ngoài trái rồi anh thấy. 3-1 rồi. Đội xe cẩu đang thắng. Go. Hay quá Tâm ơi. Chào. Ra ngoài. Ừ. Chính. Đúng rồi. Đúng không Tâm? Áo vàng. Kiệt. Kiệt chi cho. Không được. Cho phát chảy. Chỉ chảy về cho anh Chính. Chính diện cho anh Phát. 7 rồi. Chết. Châu. Châu qua trước. Ra ngoài. Ừ, phát chảy. Chảy một bánh rồi. Châu, hay quá, Tân ơi. Tân đâu rồi, chút đi. Nào. Tân 2-2 rồi. Còn trái nữa, hôm nay đang thua trái. 6 qua người rồi, qua 2 người luôn. Ghê thiệt, không qua được anh Dũng. Châu. Châu chuyền cho. Không phát hay quá. Mình bị bút banh rồi. Mình qua được người rồi. Hay quá mình nói chuyện. Chính. Hay quá. Em chuyền cho Châu. Châu chuyền lại cho áo xanh. Xanh chuyền cho anh Sáu. Chuyền cho Châu. Chết một. Chết. Không vào. Hình quá. Ra ngoài. Sơn. Nguyễn Minh lên. Nguy hiểm quá. Chuyền cho Minh. Mất banh rồi. Châu. Châu chuyền cho anh Sáu. Sáu chuyền cho anh Dũng. Banh rồi. Mất xanh không qua được Sơn rồi. Nghĩ lại được. Không không. Cũng còn. Dũng. Dũng chuyền cho Minh. Hay quá. Trời, mất banh luôn. Sơn. Chính ơi. Wow. Hay quá anh ơi. 3 đều. Số 3 đều rồi. Chết ngồi Châu. Châu chuyền không được rồi. Hay quá Sơn ơi. Chuyền ra. Cứ luôn. Vô nữa rồi. Hay quá Sơn ơi. Phải là ngà thắng 4-3. Châu. Châu. Một cái ốc lên thổi à. Châu chuyền cho Kiệt. Kiệt chuyền cho Điền. Tốt. Không được. Tốt. Không vào. Hay quá đúng không? Chặt nha. Đang coi xỉu á. Châu lấy lại banh nè. Ra Sơn, Sơn lên. Tốt. Ra ngoài. Đó, anh Chính đó. Chính ơi, anh Chính ơi. Mất rồi, về hết rồi. Qua rồi, xuống đây anh ơi. Hay quá anh ơi. 5-3. Vậy hả?
Đã được không?
hay nha, quay sắc nét luôn đó. Giữa hai anh ở trận và cuối cùng là cú dứt điểm của anh Mập ở trận luôn. Tiền đạo Hải chạy té luôn. Hay quá, nãy là tốt quá. Pha này em có quay lại á. Cái pha quỳ gối giang sinh trước đối thủ. Tay rồi, tay rồi.
đi luôn Tư ơi, đi bánh luôn. Ừ quá. Lâu quá mới đây chưa muốn. Mua. Đó, mua anh Tư ơi, đúng rồi. Đó. Ôi chết rồi đúng không?